Cái này là cái gì? Tao hỏi cái này là cái gì? Ai mà biết? Mày không biết hả? Nhà trường mà không gửi giấy này về là coi như tao không biết cái gì luôn. Mày học cái gì mà mày nợ gần cả chục ngón? Rồi cả tháng này mày đi học làm gì hả? Bỏ cái điện thoại xuống. Bỏ cái điện thoại xuống. Tao đang nói chuyện với mày đó. Ngày nào mày cũng nói với tao là mày đi học. Rồi mày không đi tới trường. Mày đi làm cái gì hả? Hả? Mày đi chơi bởi gì đúng không? Con không có đi chơi. Con với bạn con đi làm. Kiếm tiền. Đi làm kiếm tiền? Mày không có bằng cấp gì. Ai thuê mày? Hả? Bởi vì mẹ không có biết cái gì hết. Bây giờ đi làm cần gì đến bằng cấp nữa. Con nói thiệt nha, cái bằng đại học đó đó, đi ra ngoài làm lương tháng cũng chỉ có 4-5 triệu thôi. Còn thua mẹ đi làm với trai nữa. Trời ơi trời, tao tốn bao nhiêu là tiền nuôi mẹ ăn học, rồi bây giờ mày nói vậy hả? Mày báo tao vừa thôi nha Ý. Con không có báo mẹ gì hết trơn á. Con nói rồi, con chán việc học lắm. Học hành không có được cái gì hết trơn, còn phí thời gian nữa. Bây giờ con chỉ muốn đi ra ngoài kiếm tiền thôi. Mày giỏi lắm con. Bây giờ mày muốn kiếm tiền đúng không? Ừ. Được. Nếu như mày muốn kiếm tiền, tao không cản mày nữa. Nhưng mà cái học kỳ này nè, tao đã đóng đầy đủ tiền học cho mày rồi. Mày muốn ra ngoài kiếm tiền, mày trả đủ số tiền cho tao đi. Rồi mày muốn làm gì làm. Mẹ nói thiệt không? Trời. Tao người lớn, chứ không phải nít ranh ha. Mà tao có một điều kiện. Nếu như mày ra ngoài kiếm tiền mà không kiếm đủ số tiền trả tao thì mày phải ngoan ngoãn quay về đây đi học lại. Sao? Mày dám chơi không? Mắc gì mà không dám. Ê, mày nói với tao chỗ này tuyển người không cần bằng cấp thiệt á hả? Trời ơi, yên tâm đi. Tao nghe bà chị con bà hàng xóm nói ở đây uy tín lắm á. Thiệt không nhỉ? Thì kệ, mày cứ vô thử coi sao. Này, ờ, chào hai em. Dạ, em chào chị. Ừ, ngồi đi. Ờ, hai em đến đây là để phỏng vấn xin việc làm đúng không? À, đúng rồi đó chị. À, phải, bên chị đang tuyển nhân viên truyền thông đúng không chị? Ờ, đúng rồi em. À, hai em có bằng đại học về chuyên ngành truyền thông không? Hả? Ừ, cái này... Sao mày nói với tao là không cần bằng cấp? Tao đâu có biết đâu. Chị nói vậy thôi, chứ công ty của chị á hả là không cần bằng đại học. Thiệt hả chị? Ừ. Bây giờ bằng đại học để làm cái gì? Quan trọng á là tụi em có năng lực. Tụi em có năng lực là tụi em sẽ được nhận thôi. Và tụi em sẽ có cái mức lương tùy theo năng lực của tụi em. Bây giờ mấy em để ý đi. Ở ngoài đường á, mấy cái cô bán hàng rong á, đâu cần bằng đại học. Mà lương của mấy cổ hả, cao gấp mấy lần mấy bạn có bằng đại học. Em thấy chị nói đúng không? Đúng rồi đó chị. Tụi em cũng có cái suy nghĩ giống như chị vậy đó. Bởi vậy tụi em nghỉ học ở trường rồi mới đi ra kiếm việc làm nè. Quyết định sáng suốt. Bây giờ bằng cấp để làm cái gì? Ai mà làm giỏi thì lương tự khắc cao. Em, chị tuyển em đi. Em hứa với chị là em sẽ không bao giờ làm cho chị thất vọng đâu. Chị rất thích thái độ của em, rất tích cực, rất năng động. Chị sẽ giao cho em một công việc cực kỳ quan trọng. À, anh ơi, bên em đang có chương trình khuyến mãi. Phát từ sáng tới giờ mà vẫn chưa phát xong nữa. Tưởng là giao việc cho mình quan trọng lắm, ai dè là đi phát tờ rơi. Đúng là lừa đảo mà. Như bên kia quán cà phê cũng đông lắm. Mình đi qua bển mình phát đi. Anh ơi, em chào anh. Bên em đang có chương trình khuyến mãi. Khi mà anh mua hàng á, sẽ được giảm giá 50%. Em gửi anh thông tin để tham khảo nha. Này hàng gì em? Có gà 40-50kg giò không? Chứ ba này ánh gì em? Dạ không anh ơi. Cái này bên em á là thực phẩm chức năng á anh. Trời ơi, em bán mấy đó đâu có lợi đâu. Thôi, giờ đây đi. Anh làm gì vậy? Hay là em qua em tiếp thị bia đi. Có gì anh mua anh ủng hộ cho nha. À, nè, cái đồ biến thái. Mày thích chồng gái không? Thích chồng gái không? Mày thích chồng gái không? Chị ơi, em giao xong hết rồi. Thiệt hả?
Trời ơi, em quả là xuất sắc. Công ty vinh dự lắm mới có được một nhân viên như em đó. Cảm ơn chị. Mà chị, lương của em. Lương? Lương á chị, lương tháng á. Em đi làm đây cũng hơn một tháng rồi mà em không có nghe chị nhắc gì tới lương bổng gì cho em hết trơn á. À, có chị quên. Trời ơi, em nhắc á chị mới nhớ. Rồi để chị trả lương cho em ha. 1, 2, 3. Lương của em đó. Cái này là gì, là sao chị? Lương của em, cái này á là đồng coi. 1 đồng á tương ứng với 5 triệu, mà 3 đồng á là 15 triệu. Một mức lương đáng mơ ước của những bạn á mới ra trường. Mà em chưa ra trường. Cái này á phải gọi là quá cao đối với em luôn á. Tuy nhiên thì nó chỉ là tượng trưng thôi. Một thời gian nữa thì công ty họ sẽ chuyển tiền ảo vào trong cái tài khoản mà đã lập cho em. Nhưng mà mấy cái đồng này bây giờ làm gì đổi thành tiền được chị? Trời ơi, sao không được em. Vài bữa nữa mà nó ra thị trường nha, một coi không những là 5 triệu đâu, đôi khi là mấy tỷ. Lúc đó em sẽ trở thành tỷ phú. Tỷ phú hả? Tỷ phú cái đầu của bà đó. Bà giữ mấy cái đồng này về bà đổi tiền âm phủ bà xài đi. Đúng là cái đồ lừa đảo mà. Tôi không có làm việc cho bà nữa đâu. Trời ơi, cái con này nó dữ. Nói thôi làm gì ghê quá vậy. Tính ra 3 đồng này tôi mua tới 15.000 cái bộ. Để qua đó đi. Con gái cưng của mẹ mới đi làm về hả? Chừng nào trả tiền cho mẹ? Rồi, nhìn cái mặt là biết bị lừa nó rồi đúng không? Thì tụi nó mắc dại quá. Con đi làm hơn một tháng trời, vất vả cỡ nào, đã vậy con đưa con mấy cái đồng gì, mấy đồng coi này làm gì? Con đem về con bán cho cha cho mẹ hay sao? Ủa, vậy chứ lúc trước ai nói đi làm dễ ợt à, kiếm tiền dễ ợt à? Chị, ai mà biết vậy đâu. Tự nhiên cái bị lừa, đâu đâu cũng là cạm bẫy hết á, sao mà con lường trước được? Chị, con gặp á, nó không lạ gì hết á. Nó chỉ là một cái vấn đề nhỏ xíu à, phải không? Bởi mẹ mới nói là mày đi học đi, việc học đại học. À mà không, nói chung là việc học nói chung á, nó rất là quan trọng. Mày đi học không chỉ là mày chỉ có kiến thức đâu, mà đó còn là cái hành trang để sau này mày bước vào đời, mày bước vô xã hội nữa. Mày đừng có thấy mẹ buôn bán như vậy mà kiếm được nhiều tiền hơn mấy người mà người ta có bằng cử nhân, người ta làm văn phòng. Buôn bán không có dễ dàng đâu con. Nhưng mà con thấy mẹ kiếm tiền nhiều hơn người ta thiệt mà. Nhiều hả? Mày biết tao làm bao nhiêu năm mới được vậy không? Rồi người ta đi làm văn phòng, một tuần người ta được nghỉ 2 ngày, bảo hiểm có người đóng. Còn tao mày thấy quanh năm suốt tháng có nghỉ được ngày nào không? Rồi bảo hiểm phải tự lo. Trời ơi, mà mày thấy đâu cũng đâu khá gì hơn người ta đâu con. Con biết rồi. Nghe mẹ nói nè. Việc gì cũng đáng quý hết á. Nhưng mà con đừng có tập trung vô những cái ngắn hạn mà con quên đi cái dài hạn, biết không? Đầu tư vô việc học chưa bao giờ là sai lầm. Giống như mẹ nè, từng tuổi này còn phải đi học bổ túc cấp 3 nữa đó. Mẹ, cho con xin lỗi nha. Con hứa con sẽ quay lại học hành đầy đủ. Ừ, biết vậy thì tốt. Đừng có báo nữa nghe chưa cô. Nghĩa này.